Dạ, Phương xin chào quý ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh Máy Ấm Cô Mang Chó Mèo Phương Cá. Ngày hôm nay Phương quay các bé cho mọi người xem để cho mọi người thấy mấy bé sinh hoạt ở nhà máy ấm của Phương. Là do tình hình dạo này Phương làm ăn đi làm thì nó cũng khó khăn, thu nhập nó cũng bấp bênh nữa, cho nên là thời gian nó cũng gấp rút. Trước mắt hiện tại là máy ấm của Phương đang thiếu thực phẩm, gạo và thuốc men cho các bé, và đồng thời đó thì chỉ còn 1 tháng nữa là Phương phải đến ngày Phương đóng tiền thuê đất. Và mọi người ơi, cái số tiền nó quá lớn đi đó, cho nên nó Phương đăng clip này lên cầu xin quý anh chị cô chú mạnh thường quân hỗ trợ chung tay máy ấm của Phương để giúp đỡ cho máy ấm của Phương có được cái kinh phí lo cho các bé nó, cũng như kinh phí để mà Phương đóng tiền thuê đất cho mọi người. Nó tới 30 mấy triệu rồi. Hiện tại thì Phương cũng đang khó khăn về vấn đề kinh tế. Mấy hôm nay đi làm gió quá thì nó cũng không có thu nhập như trước nữa. Đó, thì nó rất là khó khăn. Cho nên kính mong với anh chị cô chú mạnh thường quân sau khi xem clip này thương các bé nhà Phương, để cho mấy bé nó có cuộc sống ổn định ở lại nơi này đó. Nên xin quý anh chị cô chú chung tay giúp đỡ cho mấy em của Phương được cái số tiền mà để Phương đóng tiền đất cho chủ đất, để mất công thì người ta phải dọn đi nữa. Thì hiện tại bây giờ là chỉ còn có 1 tháng nữa thôi, đầu tháng 9 là Phương phải đóng tiền rồi, đến hạn đóng tiền đất rồi mọi người ơi, nên rất là gấp rút. Kính mong quý anh chị cô chú sau khi xem clip này mở rộng lòng thương các bé, giúp đỡ cho mấy em của Phương có kinh phí để mà Phương cho các bé nó được ở lại nha mọi người. Sáng xong rồi Phương quét dọn xong xuôi sạch sẽ hết rồi đó. Đó. Giờ xin nghỉ nghỉ nha. Con ở đây vui vẻ không, giỡn hết tối ngày vậy đó, mà đâu có ai biết được tụi con là những đứa trẻ mà bị bỏ rơi đâu, bị
ra chủ thì xấu nặng đâu, không nuôi đâu. Đó, không chỉ nơi đây là lặng tàn cho cái xé nó. Nó sống vô tư dễ hơn. Đang chuyển mưa, giờ đang chuyển mưa. Như quý anh chị cô chú cũng đã thấy rồi đó, cái bé nhà Phương đó, đó còn tụi nó ăn uống vui chơi vui vẻ vậy đó mọi người, chỗ ở sạch sẽ gọn gàng đó. Phương cũng kính mong quý anh chị cô chú mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cho mấy ấm của Phương luôn giữ được những hình ảnh này về sau và lâu dài để các bé nó có chỗ ở ổn định như thế này đó mọi người. Phương kính mong quý anh chị chú giúp đỡ cho mấy ấm của Phương khoản kinh phí để Phương đóng tiền thuê đất cho người ta để các bé được ở lại chỗ này, tại vì mấy bé nó cũng ở đây cũng đã lâu rồi, cũng mấy năm rồi đó mọi người. Xin cảm ơn mọi người.